Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style, là của Phong Cách. Có rất nhiều điều về sức khỏe răng miệng mà chúng ta thường hay chủ quan bỏ qua. Nhưng theo các chuyên gia cho biết thì vấn đề sức khỏe răng miệng không tốt sẽ gây ảnh hưởng xấu tới toàn bộ cơ thể. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này với hai vị chuyên gia của chúng tôi. Và tôi xin giới thiệu có mặt tại buổi trò chuyện ngày hôm nay đó chính là bác sĩ khoa răng hàm mặt Nguyễn Lương Huyền ạ. Xin chào chị. Vâng, và biên tập viên Thời Trang Tôn Hiếu Anh. Trước khi đến với chương trình trò chuyện và chia sẻ về vấn đề chăm sóc răng miệng thì mình sẽ có 5 câu hỏi dành cho hai bạn. Câu hỏi thứ nhất, khi nào thì trẻ bắt đầu nên đánh răng? Có mấy gợi ý nào? Có 3 đáp án. Ừ, 3 đáp án. A. 6 tháng. B. 1 năm. Và C. 3 đến 6 tuổi. Ừ. 6 tháng chưa có răng nhỉ? 3 đến 6 thì lại lớn quá. Mà cũng là cái ngưỡng mà nên đánh răng nhiều. Giữa B và C, tôi đang lăn tăn giữa em B và C. Em nghĩ là phải đủ răng thì mới đánh. Không, nhưng mà không nhớ lúc nào trẻ mà đủ răng đâu. Chọn đáp án B đi ạ. Em chọn B. Rất cảm ơn hai bạn. Đáp án B là rất là chính xác. Yeah. Bởi vì là khi các con 1 tuổi rồi, trên hai hàm là hàm trên là đã có 4 răng, hàm dưới có 4 răng, 4 răng cửa. Thế thì lúc bấy giờ mà mình không đánh răng thì răng sâu và bây giờ các con đã bị sâu rồi đau. Nó còn bị những cái đốm đen rồi các thứ rất là nhiều. Nghĩa là vừa có răng là 1 tuổi là các con có thể vệ sinh. Thế bây giờ mình sang cái câu hỏi thứ hai. Mình lên đánh răng mấy lần trong một ngày là tốt nhất? Đáp án thứ nhất là 1 lần. Đáp án thứ hai 2 đến 3 lần. Và đáp án thứ 3 là càng nhiều lần càng tốt. Em nghĩ là từ 2 đến 3 lần. Đáp án thứ 2 là chính xác. Bởi vì là trong ngày thì mình nên đánh răng 2 đến 3 lần ở những cái bệ chính. Bởi vì là nếu mà đánh ít quá thì vi khuẩn nó sẽ xâm nhập và nó sẽ tạo ra vi khuẩn gây ra sâu răng. Còn nhiều quá thì nó xây ra mòn men răng và cũng không tốt. Chính vì thế là mình có thể là đánh răng các bữa chính này, hoặc là buổi tối nữa, là thời gian mà nghỉ kéo dài 6 đến 8 tiếng. Chính vì thế là các vi khuẩn nó sẽ xâm nhập và tạo ra các cái bột đường ở trên bề mặt men răng cũng như là cái hố trũng ở trên răng này gây sâu răng. Câu hỏi thứ 3 thì mình sẽ có câu hỏi tiếp theo, đó là sau khi ăn xong thì chúng ta nên đánh răng vào những lúc nào? Thì đáp án thứ nhất là ngay sau khi ăn xong. Đáp án thứ hai là sau khi ăn 30 phút. Đáp án thứ 3 là sau 2 đến 3 giờ. Rất là nhiều người nhá, vừa ăn xong cái là đánh răng luôn. Bởi vì họ nghĩ rằng là như thế là sạch. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà ăn xong mà đánh răng luôn thì còn gì là khẩu vị ngon lành nữa nhỉ. Tôi nghĩ là 30 phút thì nó sẽ có đủ thời gian để cho kiểu mình cũng thưởng thức bữa ăn ngon xong rồi, lúc đấy những thứ gọi là ở trong miệng mình nó bắt đầu gọi là chưa bị lên men, chưa bị vi khuẩn sinh sôi thì thôi đánh răng là vừa, đúng không ạ? Em cũng nghĩ thế ạ. Đoán đấy là đoán logic thôi. Hai bạn trả lời rất là đúng. Bởi vì sau khi mà ăn xong mình đi đánh răng ngay thì khi mà acid ở trên miệng mình nó sẽ ngấm sâu vào trong men răng và gây ra ê buốt và sẽ hỏng răng. Sau 30 phút ấy, thì lúc bấy giờ thì đã tốt hơn, là vì vi khuẩn như ấy nó không phá hủy bề mặt men răng nữa. Nghe các câu hỏi của chị bây giờ mới để ý là cái răng là một thứ mình phải cực kỳ trân trọng từ nhỏ. Đúng rồi, và mình đã bị chủ quan từ bé đến lớn, mình đã không đi theo các phương pháp đó nên răng càng lớn tuổi thì nó càng xấu. Sang câu hỏi thứ tư nhá, thì chúng ta nên thay bàn chải đánh răng bao nhiêu thời gian một lần? A là 1 tháng, B là 4 đến 6 tháng và là C là 2 năm. Em 4 đến 6 tháng ạ. Trung bình của tôi cũng thế, tầm đấy là vừa, chứ còn bởi vì nếu mà để lâu quá thì rất là mất vệ sinh, mà nhanh quá thì tốn tiền. Đúng không ạ? Đúng rồi, hai bạn trả lời như thế là hoàn toàn đúng. Vì nếu mà để lâu quá thì cái bàn chải của mình nó sẽ bị tòe, nó sẽ cứng, nó sẽ làm mòn men răng của mình, thì gây ra là hiện tượng mòn cổ chân răng, không tốt cho răng. Dạ. Thì thời điểm hợp lý để mà thay là 4 đến 6 tháng là tốt nhất. Câu hỏi thứ năm là bao nhiêu thời gian thì mình có thể đi lấy cao răng một lần? Cái này biết. Vâng, chị cho đáp án thứ nhất. Vâng. 1 tháng, đáp án thứ hai là 3 đến 6 tháng và đáp án thứ ba là 1 năm đến 2 năm. 3 đến 6 tháng. Em cũng 3 đến 6 tháng đi lấy cao răng một lần. Hai bạn trả lời rất là chính xác, bởi vì là nếu mà mình để lâu quá thì lợi của mình sẽ dễ bị viêm. Thế bệnh viêm lợi là xuất phát từ nguyên nhân nào ạ? Thứ nhất là do vệ sinh răng miệng kém. Và cái thứ hai là lợi của mình nó sưng đỏ, mình cũng không đi lấy cao răng nhiều. Thế là nó sẽ tạo thành hình thành các vi khuẩn, nó
gây ra cho mình những các cái chảy máu chân răng và có thể dẫn đến bệnh viêm nha chu và sẽ làm cho răng của mình sẽ tự lung lay mặc dù là mình không có bị sâu răng. Có nhiều người rất hay hỏi em là cái vôi răng được cấu tạo từ cái gì ra, thì em nghĩ rằng là có phải là do vi sinh vật rồi những cái cặn thức ăn thừa nó tồn đọng lại răng không ạ? Có cũng nhiều yếu tố, tức là do các thức ăn ăn đường bột và các axit nó sẽ tạo thành những cái mảng bám đấy và bám chặt vào răng. Nếu mà mình không biết cách vệ sinh và cũng không đến phòng nha lấy thì đấy, nếu mà để cho cẩn thận ý, thì sau khi đánh răng này phải dùng chỉ nha chu này, chỉ nha chu lấy ở các kẽ này, lấy ở kể cả khe lợi nữa cơ. Mọi người ngày xưa dùng chỉ nha chu chỉ biết là lấy dọc này thôi mà quên mất là có một cái lợi của mình nó như cái tay áo này, cái răng nó mọc ở trong ấy, phải lấy cái ở trong này ra nữa đúng không ạ? Mình không nên chọc tăm vì nó sẽ làm cho sưng lợi và thưa cái khe lợi ra. Đó là nguyên nhân của bệnh viêm lợi, nhưng mà những cái hậu quả của viêm lợi để lại thì kinh khủng đúng không ạ? Mình sẽ bị lợi bị viêm chảy máu này, sẽ bị sưng lợi này, đau lợi này, và lợi của mình có thể bị tuột không bám vào được cái chân răng nữa. Về thẩm mỹ thì mình có nhìn thấy bệnh viêm lợi bằng mắt được không ạ? Nếu mà đến với chúng tôi thì có thể chúng tôi khám phát hiện ra, đôi khi các bạn có thể cũng không phát hiện ra đâu. Đầu cũng như là một số bạn khi đến khám vào phòng của chúng tôi ấy, thì chúng tôi tư vấn và trò chuyện thì các bạn mới biết, à bây giờ em mới biết, chứ còn trước kia không ai nói nên em cũng không biết được. Nhưng mà đầu tiên mình dễ nhìn thấy là cái lợi nó hay ửng đỏ chị nhỉ? Hoặc là có nhiều người thì đổi màu, nó sưng sưng ở phía chân răng, ở phía sát chân răng, nó có cảm giác bạn chạm vào thì nó có những cái đường phồng phồng sưng sưng lên. Vậy thì chúng ta sẽ điều trị bệnh viêm lợi như thế nào ạ? Điều trị viêm lợi thì chúng ta đến các cơ sở nha khoa để các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán xem cái mức độ viêm lợi đấy ở độ gì, và mình sẽ điều trị theo phác đồ của cái mức độ viêm lợi. Thường thường thì một liệu trình điều trị như vậy thì sẽ diễn ra như thế nào ạ? Ví dụ nhẹ đơn giản thì có thể mình chỉ chấm thuốc tại phòng khám và bôi thuốc ở tại phòng khám thôi, và lấy cao răng thì họ sẽ hết được các viêm lợi nhẹ. Thế còn nếu mà nặng thì cũng phải có thể điều trị trong vòng một tuần, ví dụ uống thuốc kháng sinh này, đồng thời cũng phải có cái khay để đựng thuốc trên bề mặt răng ấy. Chỉ bôi không thì nước bọt của mình nó sẽ bị trôi hết thì cái hiệu quả vẫn không cao. Viêm lợi thì nó có gây mất thẩm mỹ không ạ? Nhìn xa thì có thể là họ cũng chưa đánh giá được cái mức độ, nhưng mà nếu vào gần, ví dụ mình tiếp xúc với cả Hiếu Anh và Huyền Quỳnh này, khi mà lợi của viêm thì đương nhiên nó sẽ chảy máu và nó sẽ có những mùi hơi thở hôi, thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái giao tiếp ấy. Họ thấy những mùi hôi đấy nhưng mà họ không dám có ý kiến là miệng mình hôi chẳng hạn. Đấy, thế là tự nhiên là họ có thể xa lánh và người ta không thích tiếp xúc. Còn những cái thuốc mà bây giờ bán trên thị trường để chữa bệnh viêm lợi cho mình tự chữa thì có đáng tin cậy không nhỉ? Như vậy thì thực ra là nó chỉ là giải quyết ngay cái thời điểm tức thì thôi. Mình phải là giải quyết đúng nguyên nhân, tức là xem là trong cái viêm lợi độ mấy, như thế nào, ra sao, nguyên nhân đó, cái gì thì mình mới chữa được trước. Vậy thì quay trở lại với câu hỏi trắc nghiệm lúc trước, thì theo bác sĩ ạ, bao nhiêu lâu thì người ta sẽ phải đến phòng nha một lần? Theo mình thì tốt nhất là 3 đến 6 tháng một lần. Bởi có những bạn thì bị viêm nha chu thì họ có thể chữa răng xong thì 3 tháng thì là tốt nhất, bởi vì là bác sĩ được theo dõi sớm hơn cho bạn ấy và điều trị sớm hơn thì là tốt hơn. Còn những bạn bình thường thì có thể là 6 tháng đến. Viêm nha chu là như thế nào ạ? Viêm nha chu tức là viêm lợi ấy. Mình không điều trị, cao răng nó đẩy hết các cái phần, các cái dây chằng nó bị đứt, không bám được, dính được lợi vào với chân răng. Vì vậy là sẽ gây ra bệnh viêm nha chu, mà có thể là nó còn sưng lợi, viêm và có thể lung lay răng là vì thế. Ngày trước thì đối với nhiều người Việt Nam thì đến với bác sĩ nha khoa là sự ám ảnh. Bởi vì ngày trước không có nhiều khoa học công nghệ thì mọi người rất là sợ đau. Và bây giờ thì rõ ràng cuộc sống chất lượng rất là tốt rồi, bác sĩ cũng đào tạo giỏi rồi, các dịch vụ đi kèm nó đã xóa nhòa đi khoảng cách đấy, nhưng mà rất nhiều người bị ám ảnh. Nên đâm ra cái thói quen đi đến bác sĩ khám răng thì đúng là chưa có, nhưng mà các bạn trẻ thì hiện giờ bắt đầu có, đấy là tín hiệu rất là mừng. Bởi vì rất nhiều người lứa 7X chúng tôi thì sợ nhất là đi vào phòng khám về răng, bởi vì ngày xưa đâu có những dịch vụ để nó làm cho bạn bớt đau, đúng rồi. Còn bây giờ thì đúng là thời đại văn minh này thì phòng khám nha khoa nó là một cái thế giới yên bình của các em bé, tức là người ta không sợ nữa. Thì mình cũng muốn chia sẻ là đôi khi các bậc phụ huynh ấy cũng nên quan tâm đến các con nhiều hơn, bởi vì thực ra chúng tôi đi khám và kiểm tra ở một số các trường học ấy,
thì chúng tôi xem cái y bạ của các con có thể từ năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ nhất vẫn bị viêm lợn. Và hướng hỏi các con là đã kiểm tra như thế và hướng dẫn các con về bảo bố mẹ đi lấy to răng và điều trị cái viêm lợn. Thế tại sao đến năm nay là năm thứ ba rồi và lợn vẫn viêm như vậy mà cũng không thấy thay đổi gì? Thế các con có nói về bố mẹ không? Thì đôi khi các con thì bảo con có nói, có con thì bảo con chưa nói. Thế nhưng mà bây giờ thực ra là các bậc phụ huynh cũng nên quan tâm đến các con về sức khỏe răng miệng. Chính xác. Để cho tốt. Có một điều nữa là hóa ra viêm lợn là từ trẻ con cũng đã có rồi chứ không phải người lớn trưởng thành. Đúng rồi, kể cả con 6 tháng cũng đã bị viêm lợn. Chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp cái viêm lợn giống như là phì đại hết lợn, các con đau chảy máu rất là khổ. Đấy, vì đến với phòng thì chúng tôi cũng đã chăm sóc và sau khoảng 3 ngày thì các con có đỡ. Đấy, thì chính vì thế nên chúng tôi mong muốn rằng là khi mà mình phát hiện sớm mình đi điều trị và đến phòng da để được bác sĩ tư vấn và chăm sóc kịp thời thì mình hạn chế được cách đau đớn và hỏng cái bộ dạng răng của mình. Chúng ta còn phải đi một bước sớm hơn, đấy là bản thân các bậc phụ huynh phải tập cho con cái gọi là ý thức đó, chứ còn đứa bé nó chưa hiểu được. Khi mà mình lớn lên thì mình sẽ nhận ra là ồ, cái răng nó cực kỳ mỏng manh và mình đáng lẽ mình phải trân trọng nó từ lúc nhỏ mà mình không biết. Lười lên và thôi tối đi ngủ luôn, lúc đấy chơi game rồi đọc truyện chán nên chả kịp đánh răng, đúng không, lại đi ngủ luôn một ngày rồi. Mình cứ tự dễ dãi với mình như vậy thì nó thật là đến lúc bạn có tuổi thì bạn sẽ nhận thấy ngay là cái răng đáng lẽ nó theo bạn cả cuộc đời, đúng không, nhưng mà mình đã không chung thủy với nó. Quý vị và các bạn thân mến, thực ra việc chăm sóc răng rất đơn giản nhưng chúng ta phải thật sự hiểu và có ý thức về việc đó. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một vài mẹo nhỏ dành cho việc chăm sóc răng miệng. Nếu bạn muốn có một nụ cười đẹp thì đừng quên những bước chải răng cơ bản sau đây nhé. Cho dù bạn sử dụng bàn chải tay hay bàn chải máy thì hãy đặt bàn chải nghiêng một góc 45 độ với nướu. Di chuyển bàn chải qua lại, ngắn và nhẹ nhàng. Sử dụng đầu bàn chải để làm sạch bề mặt bên trong của răng bằng các chuyển động lên xuống. Chải lưỡi nhẹ nhàng để loại bỏ vi khuẩn và giữ cho hơi thở thơm mát. Hãy lưu ý rằng, ngay cả khi kỹ thuật chải răng tốt nhất cũng không thể làm sạch các kẽ răng, nên hãy sử dụng chỉ nha khoa ít nhất một lần một ngày để có thể loại bỏ thức ăn bị kẹp và các mảm bám bị tích tụ. Thực hiện theo các bước đơn giản này để việc chải răng đạt được hiệu quả cao nhất, giúp cho hàm răng và nướu của bạn sạch hơn, khỏe mạnh hơn. Cảm ơn biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh, cảm ơn bác sĩ Lương Huyền vì những thông tin rất thú vị ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thoạt tưởng chỉ là một bộ phận nhỏ nằm đằng sau đôi môi thôi, nhưng thực chất hàm răng giữ một vị trí rất quan trọng và còn là thứ quyết định cho một vẻ đẹp hoàn hảo. Hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã có rất nhiều những thông tin bổ ích để có thể tự chăm sóc răng miệng cho chính mình, phải không nào? Và vào những phút cuối của chương trình thì chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go, nào cùng dịch chuyển.